FPS nên là viêm phổi kẽ thông thường, đúng không? Một cái tăng sáng là gì? Giãn phế quản. Chẩn đoán khó không? Rất dễ, cắt nước kính thì quan thì khó thôi. Còn cắt nước kính thì quá dễ chẩn đoán, thậm chí là thu chụp vàng thì chẩn đoán rồi. Trước đây chẩn đoán là cái gì? Chụp phế quản cản quang. À, không biết. Mình không dùng đến lâm sàng chẩn đoán giãn phế quản làm sao? Khó lắm nhé. Trước đây ta chẩn đoán bằng cách là ta bơm thuốc cản quang vào và đường thở, sau khi bệnh nhân hít và sặc, đúng không? Cháo thì cản quang qua hai bên đi vào các kết quả, chụp lên những hiện hình của kết quả ra. Thì là chú không được dạy nữa, vì mình chẳng ai làm nữa nhé. Đầu tôi học chú, tôi vẫn học đấy, tìm đấy, khá xa nó cũng dạy nữa, bây giờ không ai làm. Thì các lớp vi tính thì nó quá tốt, thì tốt rất nhiều, thậm chí bây giờ vẫn phần mềm rất là tây kết quả như thế. Thì tiêu chuẩn chẩn đoán rất đơn giản thôi, cộng mạch và phế quản đi cùng với nhau. Thế thì cứ so sánh đường kính của phế quản với đường kính của động mạch tùy hành. Nếu to hơn có nghĩa là gì? Là lắp phế quản của tôi. Và nó tạo thành nhìn nhẫn. Nhẫn kim cương. Kim cương thì được. Thì học nhiều quá nghe nhạt nhẽo thì nó nhấn kim cương thì cũng thấy mặt sáng lên. Nhấn kim cương thì nghĩ ngay thôi, nó có hình trụ thì tiêu chuẩn nữa là gì? Cái phế quản ở phía sau phải vẽ phía trước, nó to bằng hoặc to hơn, có nghĩa là gì? Nó giãn rồi đấy, thì giãn hình trụ, giãn theo kiểu phế quản. Và đây là giãn thì giãn hình túi. Và cái chị nhìn lên gì đây? Ông gì? Từ ông này, từ ông này là ông to lắm, rất nhiều. Chứ không phải là ăn mật không to như thế. Đây là hình giãn phế quản, nó gây ra cái gì? Đây là xẹp phổi. Thường xuyên thấy cái xẹp phổi do cái giãn phế quản quá nhiều. Sao giãn phế quản nó không trao đổi khí được, ứng dịch nước vào gây xẹp phổi toàn bộ. Mà đặc biệt hay gặp là tùy nào? Tùy giữa phổi phải. Các bạn nghe thấy một chút tùy giữa phổi phải chưa? Thôi các bạn, không chung chung chính các bạn, nhưng mà cũng nghe cái tùy giữa phổi phải hay giãn phế quản hay bị xẹp phổi hơn giãn phế quản, do cái cổ của cái phế quản, cái cổ của cái phế quản tùy giữa ấy, phổi phải hẹp, giải phóng bình thường hẹp, dẫn đến chuyện hít vào khí thì vào được, nhưng thở ra thì sẽ giãn, sẽ nó giãn lần theo năm tháng gây viêm nhiễm xẹp phổi, xẹp phổi tức tắc đường túi. Rất là nghe nhiều mà tôi chán rồi luôn. Tâm lý chung là nghe nhiều thì chán. Và ba thì chưa hạn. Tuy nhiên tất cả những phân đấy là thì phản ánh tình trạng ứ động nhiều ấy, mà cái tình trạng có giãn nhiều ấy thôi. Còn cái chuyện mà phân độ thì tôi cũng không phân độ được. Tôi sẽ tra lại xem phân độ, phân độ là theo đấy là như học có chia độ do nhiều lần rồi nó vẫn tiếp tục cái mình thì mình phải đặt cái gì thì đúng là một thời gian mình nói hết cái này. Chúng ta xem cứ động dịch không, tôi nói ví dụ các bạn đọc người ta kết quả là phải đọc ngay là cứ động dịch như cái này cứ động dịch khoảng đây chưa một tí khí không nói cả đây này đấy, chúng ta đọc đúng độ động dịch như này. Thứ hai thì chị phải tìm cái gì trồi cây không, tức thì có một cái lần chậm, một lần tiến triển viêm phế quản phổi hay không? Thì ra cái giãn phế quản thì lần đầu nó chẩn đoán, cái lần sau thì chẩn đoán không cần những cái giãn phế quản nữa. Và đi xem cái mức độ bị nhiễm, có viêm phổi có viêm phế quản phổi không? Và cái thứ hai là người ta sẽ phân độ theo cái hướng này thì nó sẽ đúng hơn. Người ta sẽ đọc cụ thể chính xác là giãn phế quản phân tùy nào của tùy nào của phổi nào. Đấy. Nếu càng nhiều tùy phổi thì mức độ ra bệnh càng nặng và việc điều trị làm sao sẽ khó khăn hơn. Nếu ra thì khu trú một thủy phổi, tôi nói ví dụ như trường hợp này, nếu không có giãn phế quản này mà chỉ có một thủy này thì người ta làm gì? Người ta có thể phẫu thuật cắt cái thủy phổi
Nhưng mà giãn rất nhiều nơi như thế này thì người ta sẽ không phẫu thuật. Người ta chỉ phẫu thuật khi nào khi có một nấm trong này. Cái này được không ạ? Như việc đọc, thứ nhất là đọc thì có giãn thực quản không? Thứ hai là gì? Vị trí ở đâu, mức độ đan rộng hai bên cổ. Mà cái thứ ba là gì? Hiện tại tình trạng nút động dịch, tình trạng viêm thực quản cổ bên không? Đấy là nhiệm vụ. Còn lúc đó cái phân độ to như thế này là độ 1, độ 2, độ 3, lúc đó tôi chưa đọc được, chưa chỉnh bày được. Vì hội nghị cũng chưa nghe một lần. Rồi tôi chết cha. Ai ai giảng ở đây? Thầy được một em. Cái là điểm cân bố tổn thương. Cái cân bố tổn thương cái này thì chị học rất nhiều rồi, đúng là rất nhiều. Thì các bạn học biết bắt đầu đi học nhiều hết rồi đúng không? Đặc điểm cái cân bố rất quan trọng nhất của những chẩn đoán. Một là gì? Nửa trên trường phổ. Xuất hiện nhiều trên nửa trên trường phổ là gì? Kinh điển nhất là lao phổ. Cái tuần thứ 6 nó xuất hiện là nửa trên nửa trên trường phổ. Thực ra 6 của tình dưới nhưng mà nó vẫn tặng nửa trên cao. Những cái bệnh mà hít phải như bệnh bụi phổ và những cái bệnh tất cả những nhóm bệnh liên quan thuốc lá như viêm tiểu phế quản quá hoặc là bệnh phổi kẽ viêm tiểu phế quản quá bệnh histosizosis và thậm chí là gì giãn phế nang trung tâm của vì cân bố nhiều ở trên trường phổ. Cái bệnh viêm phổi quá mẫn hay viêm phổi dưỡng thì phải tự nguyên viêm phế quản phổi sarcoidosis cái này không rõ nguyên nhân tại sao cân bố nhiều người trên phổi phổi đâu. Tôi gặp mấy ca sarcoidosis cũng cân bố nhiều hơn người trên phổi phổi nhưng mà đỉnh phổi cũng bị rồi người trên thôi cũng không phải cái đỉnh phổi. Đây anh chị nhìn mình tổn thương này là phân bố như thế nào? Nửa trên trường phổi. Đặt cho bệnh gì đây? Rồi lao phổi, trời tây đầy. Đây là phân bố nhiều hơn ở trên trường phổi. Đáy phổi ít hơn. Và đây nó có những cái gì đây? Một túi mở rất to và cũng vui hóa bên trong. Đây trong những cái phổi. Thì phổi ban đầu là những đốt mở xong co kéo cuốn và hoàn thành đốt mở lớn trong phổi. Những trường hợp mình như này mà tự nhiên là cái khai thác cái tiền sử nghề nghiệp, tiền sử nơi sống, họ mỏ cái công việc này, họ xây dựng. Cân bố ở đâu nhiều hơn? Cũng là nửa trên trường phổi nhiều hơn. Cân bố đâu nhiều hơn? Nửa trên trường phổi. Gan. Có gọi đi bệnh mình gì không? Chúng tôi khai thác lâm sàng cũng có cái gì? Trên nửa trên trường phổi. Và cái này khi trên bệnh nhân nghiện thuốc lá nặng lâu ngày nó vẫn xếp được nhóm phải cũng tích xuống ít bệnh nhân hút thuốc lá nhiều tập lúc mở và to quá sẵn đấy tiền đấy và bệnh diễn tiến lâu dài tạo thành kẹt tổn thương cân bố nhiều hơn trong phổi, đáy phổi đầy. Nói rồi giai đoạn đầu hút lá nó tổn thương tuyến trên phổi, nhưng vì sao tuyến trên nó tổn thương giảm chức năng thì dưới nó hút nhiều hơn sẽ giảm tổn thương cả lá. Từng dạng cũng hút lá thôi nha. Tôi nghiện bao nhiêu năm càng giảm nữa thì đấy sau này tôi bỏ. Hút lá cũng hay. Cái này mà về bệnh sợ thì nhà tôi vốn ông dụng 50 bao năm đấy. Thì mà ông cũng 50 năm mới nghề bao, chỉ còn mẹ 200 năm mới nghề bao. Thật ra là vui thôi, bia rượu, lá, tôi cũng uống được rượu. Thực sự không có rượu, bia thì cũng buồn.
sau đôi khi nó cũng phải có gì để hưng phấn để viêm phổi kẽ như vai pi mà viêm phổi kẽ thông thường này người sẽ không đặc hiệu nó sẽ được đáy phổi nhiều hơn mà vì do hít phải hít phải cái gì chất dịch đi một cái đi hít phải muối nước phải dịch dầu sặc vào sẽ ở đáy phổi nhiều hơn và dịch phù phổi thì nó sẽ ở rốt phổi vào đáy phổi nhiều hơn thành nguyên tắc rồi đây cảnh rất kinh điển của cái viêm phổi kẽ thông thường là đáy phổi và mạng nhĩ phổi ở trên đỉnh phổi sẽ ít hơn thì hướng dẫn mình suy tim thì chúng ta nhìn thấy cái phân bố ở mạng nhĩ và đáy phổi rất rộng. Đây là bệnh gì? Có phải bệnh viêm phổi kẽ thông thường ở đây ngoài không? Không phải nhỉ? Vì sao? Vì nó không hình toang, vì nó cũng mở rồi. Đây là cái nhóm bệnh viêm phổi kẽ không đặc hiệu. Là nó do một loạt các nguyên nhân do bệnh lý thôi. Bệnh lý cơ bì, các bạn nghe từ bệnh lý cơ bì chưa? Trên nhóm bệnh viêm nhiễm. Rồi nhóm bệnh lý sơ cứng bì, bệnh lý gì? Lupus, bệnh lý viêm khớp dạng cấp trong cái nhóm bệnh lý nhiễm. Lupus hóa chất, đây mình đã phân bố nhiều đấy phổi rồi và mạng nhĩ phổi nhiều. Phân bố anh nhiều hơn rồi không? Tập trong bệnh lý gì? Bệnh lý gì nữa? Vì nếu mà những phổi, những cái bản phổi do vi khuẩn thông thường có vết là những phổi, những cái bản phổi nó như khác với virus thì nó hay phân bố ra ngoài như những cái bản phổi nó bắt như virus và vi khuẩn thông thường thôi. Ngoài vi phổi, những cái viêm phổi kẽ đều là vi phổi, có cái đáy phổi. Và viêm phổi tổ chức hóa và viêm phổi tế bào bạch cầu ngoại quan này đều là bệnh lý phổi kẽ. Đây là bệnh lý viêm phổi bạch cầu ngoại quan đơn đặc của bệnh nhân. Đây là bệnh covid nó hay đơn đặc bệnh nhân đấy. Và bệnh viêm phổi tổ chức hóa bệnh bút ấy, hay bệnh COP ấy nó đơn đặc của bệnh nhân. Sau đó nó sẽ tổn thương theo cái nhánh kết quả là đi vào. Đi vào. Thì ngày này khá đặc trưng luôn đấy. Những mút. Tức là cái ống kiếm mú này nó tạo tăng sinh lên nó phát triển. Và nó đi theo cái đường ống kiếm. Và nó không xâm nhập. Thì người ta gọi là ICS, của mù nó không phải trong đó luôn. Đấy. Thế còn cái ung thư đấy nếu như không được mổ sau đấy thì bắt đầu nó xâm lấn qua cái thành của ống nó ra ngoài thì nó không gọi là ICS nữa mà nó gọi là ung thư xâm nhập inverse ductal carcinoma chứ không phải là IDC chứ không phải là nó đóng nữa thì ung thư biểu mô từ phế quản đấy cái đan đấy. Trước đây người ta dành riêng cho tầm nữ vì người ta cho rằng nó là biểu mô trong những kiểu của anh đan và đi theo cái đường khí đấy và nó có thể xâm nhập tối thiểu tức là gì thì xâm nhập vào trong thành không xuyên qua nên là cái tầm nữ về giải phẫu bệnh chứ không phải tầm nữ về những nhà này chúng ta không biết được đấy đâu rồi chúng ta chỉ thấy là bình thường thì chúng ta nghĩ cái nhóm tật đấy thế còn cái chuyện mà nó xâm lấn ở đâu như thế nào nó thắc thường chúng ta nhìn được. Và ví dụ như cái từ xâm nhập mạch máu trong ung thư này cái từ này là vết chúng ta hay nhầm lắm ngay ngày chúng ta không chẩn đoán được trừ trường hợp như này ở cái từ khung tiểu khung thực trạng chúng ta nhìn thấy nó xâm lấn vào cái cạnh máu tức là cái mạch